Khi nào bất động sản nóng sốt trở lại, giảm giá, cắt lỗ, không ai mua, gồng lãi cao, sắp mất nhà, phá sản đến nơi. Đây là một vấn đề mà được rất nhiều người đặt câu hỏi và rất nhiều người quan tâm ở ngoài kia, đặc biệt là những anh em đầu tư mua bán bất động sản, mà trong đó những nhà đầu tư bất động sản lần đầu thì đang lo lắng và luôn luôn đặt câu hỏi này. Thì hôm nay Hiển sẽ làm cái clip này, làm cái video này, chia sẻ quan điểm của mình về việc là khi nào bất động sản nóng sốt trở lại. Nếu như đây là lần đầu tiên bạn xem được video này, lần đầu tiên bạn xem kênh này, thì hãy nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút follow kênh, nhấn nút hình quả chuông để khi mình phát video ra, bạn là người đầu tiên nhận được video này với những thông tin hay nhất, ý nghĩa nhất và hiệu quả nhất. Vậy là cơ sở nào và cái lý do nào, và để biết được khi nào bất động sản nóng sốt trở lại thì chúng ta dựa trên hai yếu tố chính và năm yếu tố phụ sau đây. Yếu tố đầu tiên đó là chúng ta phải để ý cái lãi suất của ngân hàng, lãi suất ngân hàng trong nước. Khi nào mà cái lãi suất nó xuống mà cái tiền bơm ra nhiều, mà cái tiền rẻ, khi nào mà cái lãi suất, chúng ta cứ tưởng tượng đi, khi nào mà cái lãi suất cho vay nó dao động từ 8 đến 10% mà chúng ta đi vay một cách dễ dàng, thủ tục thì nhanh chóng, khi đó thì chúng ta nghĩ đi, nếu như cho vay là 8 đến 10% thì lãi suất tiền gửi là bao nhiêu? Lãi suất tiền gửi là đâu đó là 4 đến 6%, thì khi này và lúc này thì người ta có thể hoạt động kinh doanh, người ta có tiền, người ta ăn nên làm ra mọi hoạt động kinh doanh ngoài kia, mua bán dịch vụ sản xuất, mọi thứ nó đều phát triển, mọi thứ nó đều thuận lợi, thì khi đó người ta mới có tiền. Nhưng mà chúng ta cũng phải để ý rằng lãi suất trong nước nó chỉ là một phần thôi, chúng ta phải để ý lãi suất bên ngoài, mà đặc biệt đó là khi nào mà Fed Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nó giảm lãi suất, bây giờ thì đâu đó là 5 chấm mấy, là 6 chấm rồi, mà khi nào mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed nó giảm lãi suất mà về không, đặc biệt khi nó về không thì tiền ở ngoài thị trường nó tràn đầy, người ta sẽ bơm tiền ra ngoài thị trường, thì khi đó cái lãi suất thấp và khi đó người ta có tiền thì người ta sẽ tìm một cái gì đó, người ta tích trữ, người ta đầu tư. Thì bất động sản là một trong những kênh mà ở thị trường Việt Nam, ở Việt Nam thì được nhiều người ưa chuộng hơn cả so với tất cả loại hình đầu tư khác, giống như là vàng, tiết kiệm, chứng khoán, cổ phần doanh nghiệp, hay là hùn vốn làm ăn, hay bất kỳ một loại hoạt động kinh doanh nào khác. Đó cũng chính là lý do tại sao mà ở Việt Nam mới có câu là người giàu là người liên quan đến bất động sản. Người liên quan đến bất động sản thì sẽ giàu, đó là yếu tố đầu tiên. Và cái yếu tố thứ hai là gì? Chúng ta phải để ý đến chính sách của nhà nước dành cho thị trường bất động sản. Chúng ta cứ để ý đến khi nào mà lãi suất lên cao thì chính sách sẽ được mở rộng, và khi nào mà lãi suất xuống thấp thì chính sách được siết lại. Giống như bây giờ là chúng ta thấy này, ở Việt Nam chúng ta trong vòng mấy năm vừa qua có bao nhiêu dự án 1/500 được triển khai. Giống như trước đây khi người ta làm dự án 1/500, người ta mất khoảng đâu đó 18 tháng hoặc 3 năm thì sẽ hoàn thành. Nhưng bây giờ với thủ tục những cái chính sách mới thì cái thời gian người ta làm nó sẽ lâu hơn. Nhưng mà thời gian tới này, khi mà chúng ta có để ý mà xem, khi lãi suất mà xuống thấp, chính sách nhà nước được mở ra, giống như bây giờ này, khi chúng ta đi đăng ký thổ cư, như trước đây chúng ta chỉ đăng ký được đâu đó khoảng 200, 300, 400 mét thổ cư thôi. Nhưng bây giờ chúng ta có thể lên full thổ cư, thậm chí là có những người lên full 1.000 mét vuông, hoặc thậm chí là 1.000 hecta hoặc là 1 hecta, mà chúng ta đăng ký một cách rất dễ dàng và thời gian lên cũng nhanh chóng hơn. Chưa kể là ở một số đơn vị, một số địa phương bây giờ đang mở cửa đó là phân lô tách thửa cho giao dịch buôn bán bất động sản trở lại, cũng như là gì, cuối năm 2023 này thông qua luật đất đai, mà trước đây chúng ta hay nghe nói cái vụ là gì, bỏ khung giá đất thay thế bằng bảng giá đất, hay đánh thuế cao đối với người sở hữu bất động sản thứ hai và người sở hữu bất động sản. Nhưng bây giờ thì tạm thời chúng ta chưa áp dụng cái quy định, chưa áp dụng cái chính sách đó, có nghĩa là gì, chúng ta chưa thay thế khung giá đất bằng bảng giá đất, hay là chúng ta đánh thuế cao đối với người sở hữu bất động sản. Nên đó chính là hai nguyên nhân chính để chúng ta biết được là khi nào thị trường bất động sản sẽ nóng sốt trở lại. Ngoài ra thì chúng ta cần phải xét đến 5 yếu tố phụ nào. Cái yếu tố đầu tiên mà chúng ta cần phải để ý đó là gì? Đó là cái lạm phát, sự tăng giá của các mặt hàng ở ngoài kia. Giống như bây giờ người thông báo và thông tin của báo chí và thông tin của chính phủ thì lạm phát đâu đó là 4 đến 5%. Nhưng mà thực tế ở ngoài kia thì như thế nào? Những anh em làm ăn kinh doanh buôn bán, những anh em mua ở ngoài thị trường thì anh em sẽ thấy bây giờ nếu chúng ta ra ngoài chợ, chúng ta ra ngoài siêu thị, tất cả những hàng hóa, tất cả mặt hàng, tất cả mọi thứ nó đều tăng giá và đều lên. Khi mà tăng giá nó lên như thế thì nếu như chúng ta giữ tiền, chúng ta gửi tiền thì sẽ như thế nào? Thì chúng ta sẽ mất tiền, và cái đồng tiền của chúng ta càng ngày càng mất đi giá trị. Và cái thứ hai là gì? Cái nguồn vốn đầu tư của FDI, của các nhà đầu tư nước ngoài. Có nhiều người nói là kinh tế thế giới đang khó khăn, các nước đang ngược lại, nó chiến tranh. Nhưng mà chúng ta nên nhớ này, khó khăn và chiến tranh nó đang xảy ra ở châu Âu và một số nước như Mỹ. Nhưng bây giờ ở châu Á thì như thế nào? Và cái điều đặc biệt mà chúng ta thấy thời gian gần đây là khoảng tháng 6 năm 2023 đó, thì
Tổng thống Hàn Quốc có sang thăm Việt Nam để dẫn theo là 7 tập đoàn kinh tế lớn. Và chúng ta cứ tưởng tượng 7 tập đoàn kinh tế lớn đó, ở Hàn Quốc mà sang Việt Nam tháng 6 năm 2023 thì có nghĩa là gì? Người ta dẫn và người ta sẽ đầu tư một lượng tiền rất lớn, nhà máy cũng như nhân công xí nghiệp và công nghệ ở Việt Nam. Thì khi đó các bạn cứ tưởng tượng mà xem cái nguồn vốn và cái đồng tiền đô la và những đồng tiền từ người Hàn Quốc và các nước ngoài đầu tư vào Việt Nam đã như thế nào. À, gần đây nhất là cái đây mấy hôm này Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã sang thăm Việt Nam và ký một số quyết định và một số công việc đó là giống như là đầu tư các khu vi ship ở Việt Nam, chưa kể là giống như Mỹ và một số nước khác là muốn sang Việt Nam thăm và ký hợp tác làm ăn. Đó chính là lý do mà chúng ta có thể thấy là cái nguồn vốn FDI đang đầu tư và đang chảy vào Việt Nam rất là nhiều. Đây chính là cơ hội và cái tiềm năng, cũng như chúng ta biết đấy, khi nào nó triển khai, khi nào nó phát ra thì đấy cũng chính là một trong những lý do mà làm cho thị trường bất động sản, làm cho kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển hơn. Cũng giống như là cái mục tiêu và cái phương hướng của nhà nước chúng ta là biến Việt Nam thành con rồng của châu Á. Và cái nguyên nhân phụ thứ ba đó là gì? Cái tâm lý đám đông, tâm lý của người Việt Nam mình là ăn chắc mặc bền, an cư rồi mới lạc nghiệp. Cho dù có khó khăn như thế nào đó chăng nữa cũng phải tìm cho mình một mảnh đất cắm rủi. Vì sao? Đất đai là một cái tài sản mà có khả năng để lại muôn đời cho con cháu mà không mất đi giá trị. Chưa kể là đất đai nó có khả năng chống chọi lại với lạm phát các đồng tiền. Và khi mà nếu chúng ta để lại đất đai cho con cháu có pháp lý giấy tờ rõ ràng thì con cháu có thể thế chấp vay mượn được tiền, hay là đất đai thì chúng ta biết rồi, càng ngày càng có giá trị. Nên mới có câu chuyện ngày xưa là thích bốn hỏa hay này kia ở trong Sài Gòn hay là ở ngoài miền Bắc, có những gia đình giàu có thì sao, người ta càng ngày người ta sở hữu và ta để lại tài sản cho con cháu muôn đời. Nếu không tin bạn cứ đến phố cổ mà xem, hãy đến Bùi Viện mà xem, hay là đến Nguyễn Huệ để xem, thì chúng ta sẽ hiểu được điều này hơn. Và cái thứ tư đó là gì? Cái kinh tế Việt Nam, cái kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển. Mặc dù bây giờ chúng ta thấy ở trên thế giới là chiến tranh bận biểu tình là thiếu thức ăn, thiếu lương thực này kia, nhưng ở Việt Nam chúng ta thì sao? Nhiều người cứ bảo là cái chuộng phương Tây, chuộng châu Âu hay chuộng các nước khác, nhưng bây giờ ở Việt Nam chúng ta mới là thiên đường, mới là nơi mà chúng ta phát triển, mà nơi được đầu tư nhiều nhất hiện nay và nơi mà trong thời gian sắp tới. Và chúng ta cứ nghĩ mà xem, nếu như bạn mà rời Hồ Chí Minh hay là rời Hà Nội khoảng 3 đến 4 năm nữa, bạn quay lại đi, bạn sẽ thấy có rất nhiều thứ nó thay đổi. Mà nếu như với những cái dấu hiệu đó, những thông tin đó, nhiều người cứ bảo là lùa gà hay này kia, nhưng chúng ta có thể tìm hiểu thông tin nó ở đâu? Ở trên báo chí, bên truyền thông, trên mạng, thì chúng ta với góc nhìn phân tích thì chúng ta cũng tự động có thể biết được điều đó. Và cái thứ năm, cái cuối cùng là gì? Bây giờ người ta rút tiền từ các nguồn đầu tư khác ra, người ta rút tiền từ đầu tư khác là giống như là bây giờ gửi tiết kiệm này thấp này, vàng thì cũng không lợi nhuận được bao nhiêu này, chứng khoán bây giờ cũng đạt đỉnh, mà một số người đã rút ra cái tiền đó thì người ta làm gì? Cái tiền đó thì người ta phải đầu tư một cái gì đó, mà bất động sản như bạn biết rồi là một cái kênh mà đối với người Việt Nam là nhiều người tìm đến hơn cả. Và khi mà chúng ta nhận thấy là hai nguyên do chính, hai đặc điểm chính và năm nguyên do phụ, thì khi đó chúng ta sẽ biết được bất động sản nó sẽ sốt mà nó sẽ tăng giá trở lại. Tuy nhiên bất động sản bây giờ nó sẽ không còn sốt như ngày xưa đâu các bạn, không có chuyện là sáng mua chiều bán, sáng mua 1 tỷ chiều bán 1 tỷ, 2 tỷ rưỡi đâu. Mà bất động sản thời gian này và thời gian tới nó vẫn tăng, vẫn ấm, vẫn sốt trở lại, nhưng nó được kiểm soát và nó chỉ tăng một phần nữa thôi, không có chuyện là x2, x4, x5, x10 trong một thời gian ngắn nữa đâu, mà nó cái tiềm năng tăng giá và nó cũng sẽ trở thành một ngành nghề kinh doanh như bất kỳ một ngành nghề khác. Nên là khi chúng ta đã xác định đến với bất động sản, làm bất động sản coi như là một cái nghề, thì chúng ta phải làm ở với nó một cách chính xác, một cách chuyên nghiệp và một cách đàng hoàng và bài bản nhất thì chúng ta mới có tiền được. Còn không thì chúng ta mãi là những con gà, và chúng ta liên tục dùng cái từ lùa gà, và chúng ta sẽ là những con gà bị người ta lùa. Nếu như khi bạn xem video đến đây mà thấy hay và ý nghĩa thì hãy nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút follow kênh, nhấn nút hình quả chuông để khi Hiển phát video ra bạn là người đầu tiên nhận được video này với những thông tin hay nhất, ý nghĩa nhất và hiệu quả nhất.